Chào cả nhà nha. Ra thăm này, thấy trái dưa leo trời ơi, không hái là nó già. Được một trái. Trái. Dưới này có hai trái bự bự. Gai quá. Bốn trái. Không còn đâu nữa. Ghê quá, dai không? Được, gần nhà còn trái. Gần già rồi. Năm trái dưa leo với một mớ thù lù chín, đã chưa? Giờ ra hái môn ngọt vô xào. Có hai bụi môn ngọt, cắt vô xào ngon lắm. Trắng rồi, cái chanh này đã chưa, bữa giờ không có hái quá trời. Ơi, thu lù chín quá trời luôn, hái nha, nó rụng đầy gốc luôn rồi này, nó rụng là sẽ bị con gì ăn á. Rụng quá trời trong gốc luôn. Còn gì ăn hết rồi, nó rụng không lụm kịp á, nó chín không hái kịp, rụng quá trời luôn.
Trời ơi. Đã luôn nè, vừa bị con gì ăn nhiều quá, ăn trên cây luôn á. Ăn trên cây luôn. Rụng quá trời rụng. Rụng hết. Hai mẹ hai mẹ hai mẹ con ăn là ăn cơm với canh hai mẹ con ăn. Mở mặt của chú đi. Cơm bé. Mời cả nhà nha. Cắt thò đau cổ. Trời ơi, nãy quay hái thanh long quá trời luôn mà quên bấm nút quay rồi xong phim luôn. Mất hết một đoạn luôn. Ngon không? Búng tay ghê ta, búng cá nữa nha. Chơi chơi búng đi, ăn cơm vô. Rồi lát nữa lấy thu lù ăn ha. Dở ngon, dở ngon.
Trời ơi, coi đổ đồ chơi ra nè. Quá trời quá đất luôn. Rồi đi qua ăn nè, nhanh lên. Ăn trái cây nè. Còn mất đây. Mời cả nhà ăn cùng nha. Này là thù lù nè. Thù lù biết ăn không? Thù lù nè, thơm, thanh long, mít, xoài. Rồi ăn gì ăn? Trời ơi. Mời cả nhà nha. Thu lù ngọt ghê. Ngọt mà, thu lù chín nè. Hình Vinh không biết ăn. Ủa mời ông bà cô chú chứ mà ăn khí thế vậy? Mời rồi hả? Dạ. Đổ đầy nhà đồ chơi luôn. Đồ chơi xe nữa. Đã chưa? Một chén thu lù luôn. Cái trái màu xanh này nó hơi chua chua, cái trái màu vàng này nó ngọt. Mời cả nhà miếng thơm nha. Rồi thôi clip cũng dài rồi. Bye bye cả nhà nha. Ăn mà nói, ăn xong rồi nói. Nói từ từ, nói cho đàng hoàng, nói gì mà như ăn cướp vậy trời. Nói nhanh, nói từ 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 từng chữ thôi. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn hẹn cả nhà video sau nha. Không có túi xanh. Hẹn ông bà cô chú. Không có túi xanh. Video sau. Rồi bye bye cả nhà.